Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê cảm hứng mùa nCoV, cảm hứng mùa dịch Covid-19 đúng không ạ? Mấy ngày hôm nay thì cụ thể là mới ngày hôm qua thôi thì chị Hoài Anh cùng với rất là nhiều MC nữ xinh đẹp như là chị Trịnh Vân Anh nè, rồi chị Phương Thảo nè, rồi chị Vân Anh và cả MC Việt Cường nữa, rồi MC Khánh Phương, rồi có cả tổ chức sản xuất của chúng tôi là chị Mỹ Nga và đạo diễn Hà Dũng cũng đã có một cái chuyến xuất hành đầu năm, vừa đi quay mà vừa giới thiệu về áo dài. À, quý vị và các bạn nhớ nha, tuần lễ này là tuần lễ mà tất cả những người phụ nữ nên mặc áo dài. Đó là một cái thông điệp được đưa ra để có thể tôn vinh người phụ nữ và vẻ đẹp của người phụ nữ trong ngày 8 tháng 3. À, còn các MC của chúng tôi lúc nào mặc áo dài rồi, rất là duyên dáng và xinh đẹp. Nhưng mà ngày hôm qua thì là các MC của chúng tôi đã mặc áo dài rất là lộng lẫy và để đi quay một cái MV, một cái clip ngắn trên TikTok mà cũng đang trở thành một cái hiện tượng trên mạng xã hội, đó chính là bài Gen Covid. Vâng ạ, chính xác là như vậy. Và chúng tôi cũng có rủ anh Lê Thắng, tuy nhiên thì anh Lê Thắng vì bận phải đi quay những chương trình khác cho nên là không tham gia được. Và anh Lê Thắng ngày hôm qua cũng có đi quay cái bài Gen Covid đó cho một cái chương trình khác nữa, cho nên là đây là một cái bài hát đang rất là hot ở trên mạng xã hội, không chỉ hot bởi vì là nó có cái thông điệp rất là rõ ràng về những cái cách chúng ta có thể phòng chống nCoV mà còn là cái động tác cũng rất là dễ thương đúng không chị Hoài Anh? Vâng, chính xác là như vậy. Khi mà cũng có rất là nhiều những cái ý kiến cho rằng là thời điểm hiện nay khi mà dịch Covid-19 bùng phát thì nó đã cho thấy tình hình nó ngày càng ảm đạm đi rất là nhiều và tâm lý của con người cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên thì tất cả các nhà khoa học và giới chuyên gia cũng đều đã khuyến cáo với tất cả mọi người, dù là dịch bệnh nào đi nữa và kể cả là căn bệnh ung thư mà chúng ta đang phải chống chọi mỗi ngày, không chỉ là Covid-19 mà còn rất nhiều những dịch bệnh khác mà chúng ta phải đối mặt, thì rõ ràng rằng cái tư tưởng việc mà chúng ta nâng cao ý thức về sức khỏe của bản thân, việc giữ gìn sức khỏe của bản thân và chúng ta hiểu rõ hơn về cái cách phòng chống bệnh bằng những cái biện pháp cụ thể, và bên cạnh đó là một cái tinh thần phải vui vẻ, phải lạc quan và đặc biệt là chúng ta phải bình tĩnh để chúng ta có thể ứng phó được với tình hình dịch bệnh, thì gnCoV này là một trong những biện pháp để giúp chúng ta có thể cảm thấy vui vẻ hơn để mà có thể đối phó với Covid-19. Có thể nói rằng ca khúc này là một sản phẩm nhằm hưởng ứng cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 nằm trong dự án của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế do Bộ Ba Khắc Hưng, Minh, Eric thực hiện, không chỉ gây bão ở trong nước mà còn nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông quốc tế. Và cụ thể như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Trang tin kinh tế Economic Times thuộc tờ tin tức India Times của Ấn Độ đã giới thiệu ca khúc Gen Covid và vũ điệu rửa tay với tiêu đề bài viết Tạm ngưng lo lắng vì Covid-19, hãy xem thử thách vũ điệu rửa tay của Việt Nam đang gây sốt trên mạng. Tạp chí Vice của Canada giới thiệu những ca khúc được sáng tác xoay quanh dịch Covid-19 trong một bài đăng có tiêu đề khá hài hước. Chúng tôi rất tiếc phải cho các bạn biết rằng những ca khúc về dịch Covid-19 rất hay. Theo Vice, Gen Covid có giai điệu bắt tai với phần lời khuyến khích người nghe hãy rửa tay thường xuyên hơn. Trước đó, ca khúc Gen Covid và vũ điệu rửa tay do Vũ Công Quang Đăng tiên phong thực hiện đã tạo nên một trào lưu nhảy múa có tên Thử thách Gen Covid trên mạng xã hội chia sẻ video TikTok. Điều này đã được đề cập trong chương trình talk show Last Week Tonight with John Oliver phát trên kênh HBO của Mỹ. MC của chương trình, nam diễn viên hài John Oliver đã kết thúc tập phát sóng mới nhất xoay quanh chủ đề về dịch Covid-19 bằng một vũ điệu rửa tay do chính ông thực hiện, không kém phần hài hước, dễ thương so với các bạn trẻ. Sản phẩm này tiếp tục xuất hiện trên đài truyền hình BFM TV của Pháp. Theo đó, trong đoạn clip có thể thấy các MC của chương trình đã thể hiện sự thích thú cũng như phấn khích với ca khúc Gen Covid. Ở dưới phần thông tin của video, đài truyền hình của Pháp còn ghi rất rõ, bài hát tiếng Việt này có thể trở thành hit của năm.